Cả nhà mình đang đến địa điểm đầu tiên ở vùng Death Valley. Chỗ này là một cái điểm để mà mọi người tới nhưng mà có thể là xem cảnh rất là đẹp ở đây. Hôm nay trời quá đẹp luôn. Chỗ này nó gọi là Death Valley tại vì đơn giản là toàn là núi và đá mà không thấy cây cối gì hết. Ơi, nhìn cảnh này mê quá, quá đẹp luôn. Đây, nhìn những trạng núi đá nè. Đẹp quá, nếu chụp hình đi. You too so small. Đi xuống thì rất là vui đúng không? Bây giờ đi lên thì mới thấy cái cảnh. Nhưng mà hôm nay trời đẹp vô cùng đẹp luôn, khí hậu rất là vừa phải. Thật ra mặc áo như vậy còn hơi lạnh, hơi nóng chứ. Tại vì lý do là mặt trời đang chiếu trước mặt mình. Giờ đúng là vùng này chỉ có đất và đá thôi, ngoài ra chẳng thấy cây cối gì hết. Tên nó là vùng chết là phải rồi. Nó có vùng, đây là một cái lời công quốc gia rất là rộng luôn. Thì cái điểm mà mình tới là điểm đầu tiên thôi. Nó còn có những cái điểm khác như là cả thằng núi nọ. Thì bây giờ nhà mình sẽ quay trở về tiếp tục đi tới những cái điểm tiếp theo. Một cảnh ha. Ok, tiếp theo nhà mình đang tới địa điểm là Backwater Basins. Đây là một cái vùng rất là thấp so với nước biển. Nó nổi tiếng tại vì nó có những cái vùng này nó rất là nóng. Mình sẽ thấy được là nó có những cái dạng là một cái dạng là đồng muối vậy đó. Đó, mấy cái đám trắng mình thấy chính là muối đó. Đây, có một vùng này, sâu quá nữa. Có cái cầu gỗ đi ra thôi, nhưng mà ra tới đó là mình sẽ đi trên một cái sofa này, một cái mặt phẳng luôn. Hello, đây là cả nhà tôi đây. Bây giờ gớm nó cần đất mềm mềm á. Đây là con chim bông bay nhé. Nó chỉ có vậy thôi. Anh thấy ngoài kia có một vùng rộng quá trời rộng. Chán luôn. Đó. Thì nguyên cái vùng mà mọi người thấy màu trắng trắng ở đây á, chính là muối á. Water Basin là một điểm đến mà rất là nổi tiếng ở cái khu vực Death Valley này. Mình hay xem những cái video trên YouTube á, thì những người YouTuber họ đều khuyên là mình khi mình đến đây á, nó rộng lắm. Mình những cái điểm mà ở trong cái công viên này á, là mình phải chạy xe là khoảng nửa tiếng, một tiếng rưỡi mới tới những cái điểm tiếp theo đúng không? Đó, thì mình hơi tùy cái thời gian của mình phải đi, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà đi cái Death Valley này mình cần khoảng thời gian mình phải bỏ ra là khoảng chừng nửa ngày tới một ngày để mà đi á. Thì cái Death Valley này ơi, cái vùng muối này mình thấy không, rất là rộng luôn á. Nhưng mà ở ngoài kia có vẻ như là cái vùng nó còn rộng nhiều hơn, giống như cái hồ á. Thì mình thấy nhiều người ở ngoài đó nhiều, thì coi ráng đi bộ chút xíu coi có thấy ngoài đó hay không. Nhưng mà hiện giờ thì thời tiết là đang vào tháng 11. Nhưng mà giữa trời nóng như vậy, giữa trời mà nắng như vậy, cảm thấy rất là nóng. Nhưng mà đi bộ thì thoải mái lắm. Hồi nãy mình có mang theo áo khoác nữa, nhưng mà hơi nóng quá, bỏ ngoài xe luôn. Mình bây giờ là mình thấy một cái cánh đồng muối mà nó mênh mông, toàn màu trắng. Rất là ngoạn mục ha. Hồi xưa ở đây nó có một cái nó từng thắt ở mặt biển ha.
bự. Cái lớp muối rất là dày luôn á. Đây chỗ đẹp đi hả? Nó bóng hả? Ôi đừng phải sợ. Yeah. Careful.